Du Danh xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Du Danh. Thì hôm nay Du Danh cũng trở lại với chương trình video. Trước tiên Du Danh xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Du Danh qua nhiều cái video vừa qua, cũng như những lời comment của các bạn dành cho Du Danh. Một lần nữa Du Danh thành thật cảm ơn tất cả các bạn nhiều, thật nhiều, kính thưa các bạn. Thì hôm nay Du Danh cũng có một cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thương thương của Du Danh qua tình hình đất nước và tình hình thế giới hôm nay như sau. Thì trước khi đi vào chương trình, Du Danh cũng xin giới thiệu với tất cả các bạn thương thương của Du Danh. Du Danh đang đứng ở trong khu vực mà đường đi vào trong rừng, kính thưa các bạn. Thì các bạn nhìn thấy một con đường phải nói là rất tuyệt vời, hun hút ở bên trong. Thì vào trong đó là rừng rất là lớn, nhưng giữa thời điểm này thì đường vẫn còn đóng tuyết, kính thưa các bạn. Những cái buổi sáng hay buổi trưa thì tuyết vẫn còn lăn lầm trên đó, vì vậy Du Danh không có vào trong đó để chia sẻ cùng với tất cả các bạn, mà Du Danh đứng ở ngoài bìa rừng, ở nơi con đường mà người ta đi kéo cây, cũng như thỉnh thoảng có những người chạy bộ tập thể dục trong khu rừng này rất là lớn. Đó là giới thiệu qua khung cảnh cùng với tất cả các bạn thương thương của Du Danh. Thì nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine, cũng như diễn biến mới ở Thổ Nhĩ Kỳ, trận động đất vừa qua, thì lần lượt Du Danh sẽ chia sẻ cùng với tất cả các bạn những tin tức như sau. Thì trước tiên cho Du Danh xin cầu chúc đến tất cả các bạn thân thương của Du Danh một ngày mới vui vẻ, an lành bên người thân của chúng ta. Nói đến về sức khỏe quan trọng nhất ngày hôm nay, kính thưa bạn. Thì đầu tiên Du Danh muốn thưa cùng với tất cả các bạn, nói đến tin tức chiến thắng trong 24 giờ qua mà lực lượng quân đội của Ukraine đã phản công cũng như chống trả lại những đợt Nga tấn công bằng rocket, bằng đạn pháo, luôn cả lực lượng quân đội của Nga vào khu vực ở Đông Bắc như thế nào. Thì đầu tiên nói trận chiến ở tại Bakhmut trong ngày hôm qua, kính thưa bạn, thì lực lượng quân đội của Ukraine đã loại khỏi dòng chiến, như vậy là 200 quân, và phá hủy khí tài quân sự của Nga một cách đáng kể chưa từng có ở khu vực miền đông lẫn cả miền nam Ukraine. Hầu như ngày nào cũng vậy, lực lượng quân đội của Ukraine là trên dưới loại khỏi dòng chiến quân của Nga hàng ngày trên 800 quân. Đó là một trong con số khổng lồ. Nói riêng về ở tại mặt trận Bakhmut, trong vòng ngày hôm qua, kính thưa các bạn, là lực lượng quân đội Ukraine đã chống trả như vậy đến 40 lượt Nga tấn công bằng đạn pháo, bằng rocket và luôn cả bộ binh. Lực lượng quân đội của Ukraine đã chọc thủng được những phòng tuyến phòng thủ của Nga, cũng như hạ sát số quân của Nga. Chết ở tại nơi đây 200 quân và phá hủy nhiều khí tài quân sự, nếu tính gom lại cả miền đông của Ukraine, không tính vào miền nam Ukraine, kính thưa các bạn, thì đã là 14 xe tăng và 17 xe bọc thép, và trên dưới gần 7 lượng pháo của Nga, trong đó có 2 hệ thống pháo thuộc loại là tên lửa liên thanh BM-27 và những loại khác, và phá hủy 2 kho đạn của Nga, cũng như bắn rơi một chiếc Su-25. Đó là nói riêng về ở mặt trận Bakhmut, kính thưa bạn. Còn lại ở Voleda thì lực lượng quân đội Ukraine phải nói là những trận chiến khốc liệt chưa từng có, mà lực lượng quân đội Ukraine đã phản công và tấn công lại lực lượng quân đội của Nga, nghĩa là thiệt hại con số nặng nề đáng kể ở Voleda. Nhiều tin tức cho rằng ở tại Voleda trong ngày hôm qua, Nga có thể thiệt hại trên dưới khoảng 500 quân ở tại Voleda, và tình hình chiến sự ở Đông Bắc càng lúc càng đang căng thẳng ở mức tột đỉnh chưa từng có. Nói đến chiến sự ở tại miền đông Ukraine hôm nay, thì phía Nga cũng tuyên bố là Nga đã thắng trận, tức là vào ngày hôm qua ở tại Voleda, là lực lượng quân đội của Nga đã phục kích một đoàn xe vận tải của quân đội Ukraine chuyển quân đến, cũng như phá hủy được 2 lượng pháo M777 của Hoa Kỳ và một số pháo binh khác. Nhưng nếu nói về trận chiến ở tại Voleda mà Nga đưa thông báo này, thì nhiều báo cáo tin tức từ phía Ukraine dẫn chứng cho rằng
tin tức không phù hợp và tin tức giả nhiều nguyên nhân vì ở tại Đông Bắc. Thuộc khu vực của Lugansk và Donetsk thì tất cả lượng pháo M777 mà Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine nằm ở vòng ngoài, không nằm ở trong khu vực của Vorda. Vorda tương tự giống như ở tại Bakhmut mà thuộc tỉnh của thuộc quận của Suda mà Nga đang chiếm lấy hôm nay. Vì vậy lượng pháo này nằm cách xa tới 30-40 cây số, thì làm cách nào Nga có thể phá hủy được? Nga cho rằng là Nga đã tấn công bằng rocket, bằng tên lửa của Nga là trúng vào mục tiêu thuộc đồn quân của quân đội Ukraine và phá hủy lượng pháo này. Đó là phía Nga đã công bố. Nhưng những tin tức hầu như hiện nay nói đến ở chiến sự ở Đông Bắc, dùng Donetsk và Lugansk, Nga hoàn toàn dậm chân tại chỗ. Nhiều đợt Nga phản công và tấn công lại lực lượng quân đội Ukraine, tức là theo chỉ thị của Putin muốn đạt chiến thắng. Đạt một chiến thắng, một cái gì đó cứ nói lên là sự phản công của Nga. Nhưng tình tiết ngày hôm nay nói đến quân đội của Nga đang thiệt hại nặng nề mà các báo chí đang bình luận. Và theo lời giới chức của chính phủ Ukraine đã cho biết là Bộ trưởng Bộ phòng của Ukraine đã công bố là trong 24 giờ qua, lực lượng quân đội của Ukraine đã hạ sát quân của Nga hơn 800 quân và thiệt hại khí tài quân sự của Nga một cách đáng kể. Là tình hình chiến thắng trong 24 giờ qua, kính thưa bạn. Nói riêng về ở tại Ukraine, cũng như luôn cả miền Đông, miền Nam Ukraine, thì chiến sự càng lúc càng đang căng thẳng, mà lực lượng quân đội của Ukraine hiện nay ở tỉnh Kherson cũng như Zaporizhia là đang chuẩn bị một kịch bản phòng tuyến sắp tới để chuẩn bị Nga có thể tấn công. Vì hiện nay nhiều tin tức của tình báo Ukraine và những tin tức từ của người dân khắp cả khu vực ở Mykolaiv cũng như Kherson và nằm bên kia con sông Dnipro thì Nga đang tập hợp quân sự một cách đáng sợ. Trên dưới khoảng 10.000 quân đổ về ở tỉnh lỵ của Mariupol. Thành phố Mariupol hiện tại Nga đang chiếm giữ, mà thời gian vừa qua cũng như luôn cả nhà máy Azovstal. Và lực lượng quân đội của Ukraine phá hủy tại đây hai kho đạn lớn nhất mà Nga mới vừa đưa đến đây. Và tình tiết nói đến ở miền Nam Ukraine cũng như Nga chuẩn bị một đợt tấn công sắp tới vào mùa xuân năm nay, thì trước khi lực lượng quân đội Ukraine sẽ nhận vũ khí viện trợ từ Hoa Kỳ và lẫn cả NATO, từ xe tăng cho đến lượng pháo hay tăng diện thêm hệ thống hỏa tiễn IMAX, thì qua cuộc phỏng vấn của Bộ trưởng Bộ phòng trả lời cùng với hãng thông tấn AP nói tình hình hiện nay ở miền Nam Ukraine là một trong sự căng thẳng ở mức đáng sợ, tức là Nga có thể dùng lực lượng quân sự ở hai ba phía từ Đông Bắc và lẫn cả miền Nam Ukraine, đặc biệt đó là tỉnh của Zaporizhia, và Nga chiếm lấy vùng biển đen Azov làm căn cứ hậu cần bằng đạp tấn công vào, thì lực lượng quân đội Ukraine có cách nào để chống trả cũng như làm thế nào để ngăn chặn? Thì giới tướng lãnh Bộ trưởng Quốc phòng của Ukraine cho biết, nói điều đó chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Trước kia chúng tôi cũng từng hạ gục những chiếc hạm đội của Nga, và trong đó có cả số hạm của Nga cũng dùng biển Azov này với vũ khí ngày hôm nay. Trước kia chúng tôi không có vũ khí tối tân, nhưng ngay bây giờ chúng tôi có hệ thống vũ khí tối tân và hỏa tiễn chống hạm Amphion, một trong loại hỏa tiễn ở tầm bắn 300 km và đạt mục tiêu với những chiến hạm của Nga từ xuồng cao tốc hay lẫn cả khu trục hạm và tường dương hạm của Nga lọt vào khu vực với 300 km, chúng tôi sẽ hạ gục hoàn toàn. Đó là một trong loại vũ khí tối tân mà Anh Quốc và các quốc gia đã viện trợ cho Ukraine. Vì vậy, giới chức của Ukraine cho rằng với vũ khí ngày hôm nay cũng như kế hoạch của Nga xâm nhập vào biển đen ở vùng biển của tỉnh Osa hay những khu vực khác, đó là chúng tôi sẽ bại gãy kế hoạch và những mũi tên thép của chúng tôi
sẽ nhận chìm những chiến hạm của Nga ở vùng biển này. Đó là những gì giới chức quốc phòng của Ukraine đã vừa công bố về tình hình đang sôi nổi hôm nay, kính thưa bạn. Thì nhìn qua chiến sự 24 giờ qua, tức là theo các báo chí từ từng báo của Anh Quốc đã nhận định cho biết hàng ngày ở tại đất nước Ukraine, quân đội của Nga sẽ bỏ mạng nơi đây con số là từ 800 quân trở lên mỗi ngày, kính thưa bạn. Ê cha nói kiểu này, 500.000 quân của Nga như vậy là Duy Anh nghĩ là chắc là chưa đủ năm nay đã xong phim rồi, kính thưa bạn. Ngày nào cũng chết như vậy thì cách nào để quân đội Nga có đủ sức để chiến thắng lực lượng quân đội Ukraine từ miền Đông lẫn cả miền Nam Ukraine? Thì đó là tin tức ở tại Ukraine hôm nay. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở tại Nga. Thì Nga cũng công bố hôm nay nhiều tin tức đang sôi nổi về phía Nga và những gì Nga đã công bố. Thì đầu tiên nói đến là thủ lãnh của quân Chechnya, kính thưa bạn, đã công bố về tình hình chiến sự ở tại Ukraine hôm nay, cho biết nói lực lượng quân đội của Nga hiện tại có thể đạt chiến thắng với lực lượng quân đội của Ukraine. Lý do là Putin quyết định dùng biên giới. Chỉ có Putin mới quyết định được biên giới của đất nước Nga kể từ năm 1990 cho đến nay, mà phương Tây luôn che cắt Nga và tìm bằng mọi cách để tấn công vào đất nước Nga. Vì vậy, chỉ có biên giới ở 4 tỉnh lỵ này là Putin mới có quyền quyết định, và Putin sáp nhập 4 tỉnh lỵ và luôn cả đảo Crimea thuộc phần đất của Nga, đó là tuyến đường biên giới, quyết định một mất một còn giữa Nga và Ukraine. Qua lời tuyên bố của thủ lãnh Chechnya, kính thưa bạn, thì số quân đội của ông hiện nay thì không nói là còn bao nhiêu, cũng như luôn cả quân Wagner cũng vậy. Quân Wagner cho là buổi ban đầu con số là 50.000 quân, nhưng hôm nay con số càng lúc càng tuyệt vọng, tức là chết càng nhiều. Và tình hình hiện tại, quân đội của Nga đang rơi vào một trong tình trạng tồi tệ. Điều đặc biệt hơn đó là ông chủ Wagner là một trong vua đầu bếp của Putin, hôm nay đã nhận định cụ thể là quân đội của Nga đã bại trận ở mặt trận Đông Bắc, từ Donetsk, Zaporizhia. Lý do là quân đội không có chuyên nghiệp, quân đội chưa qua tác chiến, quân đội học ở quân trường thô sơ, cũng như thiết bị quân sự của Nga không đạt hiệu quả. Vì vậy là sự chết chóc cũng như thiệt hại nặng nề ở tại Đông Bắc. Ở Đông Bắc, Lugansk và Vuvuzela cũng như những khu vực khác nằm trong khu vực miền đông của Ukraine, đó là thiệt hại con số đáng kể. Và ông cho rằng lực lượng quân đội của Nga không đủ sức yểm trợ từ xe tăng và lẫn cả máy bay. Như vậy, máy bay của Nga với trường kích Su-25 lọt chiếc nào chỉ đảo được vài vòng bắn vài phát thì bị lực lượng quân đội của Ukraine hạ gục, và cuối cùng máy bay không thể đến gần được. Ở bên ngoài, nếu ở bên ngoài, thậm chí có nhiều đợt là Su-25 đã bắn vào lực lượng quân đội của Nga, là thiệt hại con số phải nói là còn hơn của quân đội Ukraine tấn công và bị thiệt hại. Vì vậy, sự bắn làm này là dưới trường kích của Su-25 đã làm thiệt hại quân đội của Nga một cách đáng sợ qua những cuộc bắn làm ở khu vực Donetsk, kính thưa bạn. Nhiều tình tiết diễn ra thì ông chủ Wagner cho rằng lực lượng quân đội Ukraine hiện nay chiếm ưu thế nhiều hơn, và quân đội của Nga là một trong quân đội tệ hại nhất chưa từng thấy. Chỉ riêng về lực lượng Wagner là một trong lực lượng tiền chiến mà đã quyết định, cũng như bằng chứng cụ thể là lực lượng Wagner đã chiếm được ở Soledad. Đó là bằng chứng cho thấy là lực lượng quân đội Wagner là một quân đội thiện chiến. Thì ông chủ này ông đang ca ngợi quân đội của ông, nhưng mà con số thì không biết là còn bao nhiêu, kính thưa bạn. Nhiều tin tức cho biết là Nga đã bại trận, và thậm chí cả quân Wagner đang nổi giận quân của Nga. Những đợt tấn công, những đợt xung phong, hợp đồng chiến đấu, quân đội của Nga thụt lùi không dám tiến lên. Vì vậy họ tức giận và họ nói rằng quân của họ đã chết nhiều hơn so với những gì
mà Nga không yểm trợ cho họ từ pháo binh lẫn cả bộ binh. Và họ quyết định là chiến đấu độc lập, không dính líu là với quân đội của Nga. Kính thưa bạn, thì tình tiết nội bộ đang mâu thuẫn của Nga đang căng thẳng hiện nay với tình hình đang nổi bật ở khu vực miền đông Ukraine hôm nay. Riêng về Nga đang đào hầm ngày đêm, cũng như thiết bị là xây đường ống nước từ tỉnh Belgorod về cho đến ở miền đông Ukraine là hai tỉnh Donetsk và Lugansk. Hiện nay nói đến cơ sở hạ tầng này vì chiến tranh như vậy là bị cắt nước hoàn toàn, làm cho hai tỉnh này bị tê liệt về nguồn nước. Kính thưa bạn, vừa bị mùa đông giá rét đóng băng và tất cả các nguồn ống nước ở Lugansk cũng như Donetsk không hoạt động. Nga phải tức tốc đào đường ống dẫn dài kéo tới 2.000 km là một trong con số khổng lồ. Nhưng những đường ống này có hiệu nghiệm hay không, hay là vừa xong thì bị pháo binh quạt tiện IMAX sẽ chọc thủng những con đường này, và những đường ống nước này cuối cùng cũng kiệt quệ. Theo tin tức về miền Nam Ukraine thì Nga đã công bố lực lượng quân đội của Nga, như vậy là đưa trên dưới 10.000 quân đến ở thành phố của Mariupol. Và thành phố Mariupol trở thành một căn cứ điểm cũng như vận chuyển vũ khí, khí tài quân sự và luôn cả đạn dược chi viện cho từ miền Nam lẫn cả miền Đông Ukraine. Đó là tin tức đang sôi nổi hôm nay, vì Mariupol nối liền là với tỉnh Kherson cũng như tỉnh lỵ Zaporizhia, nằm ở độ giữa của thành phố Mykolaiv, và thành phố Mykolaiv nối tiếp là với nhịp cầu ở đảo Khima. Vì vậy, Nga lợi thế, tức là Nga hiện nay đang chiếm được vùng biển đen, và ưu thế của tỉnh lỵ của Zaporizhia cũng như biển Azov. Vì vậy, Nga đã chuyển quân nơi đây không đi bằng đường cây cầu mà đi bằng đường của đường biển. Tình hình chiến sự của Nga bước sang trong năm 2023 này mà Putin đang muốn rắp rút sẽ có một kết quả, một trận thắng mà kế hoạch của Putin đang hấp tấp hôm nay. Thì theo tin tức từ phía Nga cũng như luôn cả người dân của Nga và nhiều báo chí bình luận, nhất là hãng thông tấn AP đề cập đến về chiến sự ở tại Ukraine mà Putin chủ mưu để xâm lăng vào đất nước Ukraine hôm nay, thì kế hoạch này cho rằng Nga sẽ bị thảm bại sắp tới rất nặng nề ở đất nước của Nga, và tình hình đất nước của Nga từ người dân lẫn cả kinh tế bắt đầu sẽ có những cuộc nổi dậy sắp tới trong mùa xuân năm nay. Nhưng cái cuộc nổi dậy đó như thế nào hiện tại chưa ai biết, và cũng nguồn tin tức đặc biệt cho biết rằng ở tại Điện Kremlin, kính thưa bạn, hiện tại nằm trong thủ đô của Moscow, Nga đã siết chặt an ninh dòng dây và hầu như lực lượng cảnh sát cũng như quân đội của Nga đang bố ráp vấn đề gì đó và ngăn chặn cũng như sự đe dọa đến Putin và đất nước của Nga. Thì đó thực tình ở tại Nga hôm nay, kính thưa các bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức của Thổ Nhĩ Kỳ. Nói đến tin tức Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những cơn động đất mà phải nói đau khổ nhất cho người dân hôm nay, phải sống trong cái cảnh màn trời chiếu đất hàng triệu người, kính thưa bạn, và số ca thương vong hiện tại đã lên tới là vượt mức 33.000 người, trong đó có người dân của Syria. Và theo tin tức mà chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ công bố cho biết, con số có thể còn vượt hơn nữa, không phải bao nhiêu đó hết. Vì hiện tại nói con số nhà sập, kính thưa bạn, thì vào ngày hôm qua Duy Anh có thưa cùng với tất cả các bạn là 6.000 nhà. Nhưng ngày hôm nay thì là tăng ở cấp đáng sợ. Qua những cơn di chấn tiếp theo sau thì ngay bây giờ lên tới là 25.000 căn nhà, tức là từ những tòa nhà lớn và những căn nhà của dân cũng như hư hại lên tới 25.000 căn nhà bị sụp đổ hoàn toàn. Chính phủ của Thổ Nhĩ Kỳ tức tốc ra lệnh là phải truy nã tất cả các nhà thầu, những người đã xây cất nhà thầu đây. Và qua cuộc điều tra thì
Những nhà thầu này xây cất những tòa chung cư, những nhà dân, nhà của người dân, cũng như luôn cả những thiết bị về xây dựng vật chất, xây dựng các tòa nhà này không phù hợp cũng như không đủ tiêu chuẩn. Vì vậy ở dưới cường độ là 7,8 mới bị sập ở mức đáng sợ này. Trong đó có 4 tỉnh hiện nay thì những cơn dư chấn lại tiếp tục theo sau. Kính thưa các bạn, những cơn dư chấn làm cho những tòa nhà từ ở trên rung lắc và sau khi đó sụp đổ hoàn toàn lên tới 24.500 căn nhà và những tòa nhà biệt thự lớn nhất. Nhưng những tòa nhà cũ trước kia ở tuổi từ 30 năm trở về trước hoàn toàn không bị sụp đổ, không bị hư hại, cũng như vẫn còn nguyên vẹn. Như vậy chứng tỏ cho thấy là những nhà thầu xây cất, đấu thầu xây dựng những công trình này, họ đã ăn chặn và thiếu vật liệu, thiếu phương tiện hay thiếu cái gì đó, bị sụp đổ hoàn toàn. Tình tiết ở tại đất nước Thổ Nhĩ Kỳ đang rơi vào một trong tình trạng tồi tệ. Thì ngay bây giờ các đội cứu hộ cũng như tìm được những người sống sót, các em bé và nhiều tình tiết khác ở Thổ Nhĩ Kỳ. Kính thưa bạn, riêng về Thổ Nhĩ Kỳ và luôn cả Syria đang báo động đỏ là IS bắt đầu đang trỗi dậy tấn công. Vì vừa qua nhà tù lớn nhất của đất nước Syria nằm giáp biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria thì bị động đất. Như vậy là hàng trăm người đã vượt khỏi nhà tù này chạy trốn và bắt đầu đang nổi dậy một cuộc trả thù giữa IS và lực lượng quân đội của Syria, trong đó có cả quân đội của Thổ Nhĩ Kỳ ở dọc biên giới này. Mà nói IS thì kích nữa các bạn, một khi đã tấn công quay trở lại thì chiến sự bắt đầu sẽ lây lan càng khốc liệt hơn. Và điều đặc biệt hơn nữa đó là tình hình giữa Do Thái và Palestine là bước thêm một đột phá căng thẳng. Với chính phủ của Philippines, Palestine đã công bố hôm nay cho biết là Do Thái vẫn tiếp tục cất nhà hay những hình thức khác về tình hình chính trị giữa hai quốc gia, mà vừa qua máy bay cũng như rocket của Palestine bắn vào Do Thái phải quân kích và nã pháo vào lãnh thổ của Philippines. Mà nói hai quốc gia này cuộc chiến là nó kéo dài triền miên từ thời Chúa Giêsu cho đến nay là không bao giờ chấm dứt. Vì vậy tình hình giữa Do Thái và Palestine đang bước vào một giai đoạn căng thẳng. Do Thái đổ lỗi cho quân đội của Hamas, đó là một trong quân đội khủng bố tấn công vào đất nước của Do Thái. Và tình tiết sắp tới, tức là tình hình Trung Đông không được ổn định, phải dẫn đến một cục diện có thể nổ ra một cuộc chiến tranh. Iran thì ngay bây giờ đang trưng bày vũ khí cũng như đe dọa đến Do Thái và cho rằng những cuộc tấn công vừa qua do lực lượng Do Thái đã tấn công, như Do Thái thì không có lên tiếng. Nhưng tình hình Iran là một trong chảo lửa đang căng thẳng. Với phù thủy của Iran cũng đã công bố nói đến tin tức về Iran đã cung cấp máy bay tự sát cho Nga vừa qua, kính thưa bạn. Và ngay bây giờ, mỗi một đợt mà chuyển giao vũ khí đều có phù thủy làm phép những chiếc máy bay không người lái tự sát này. Nhờ vào đây, những chiếc máy bay không người lái tự sát loại Akash 136 và tấn công vào lãnh thổ của Ukraine, trúng ngay mục tiêu về cơ sở hạ tầng cũng như phá hủy những khu vực trạm thế điện hay vào nhà cửa của người dân. Đó là nhờ phép phù thủy đã làm nên. Trời, kính thưa các bạn, nghe nói bó tay luôn. Thời buổi này mà đất nước Iran còn tin tưởng vào phù thủy cũng như vào những cái gì đó thì các bạn đã biết nó là như thế nào. Vì vậy nó trong năm 2023 chiến sự đang bùng nổ, không riêng gì ở vùng châu Á không hay là ở châu Âu hay những khu vực khác, mà có thể nó dẫn đến là một
cuộc chiến đang toàn cầu hôm nay mà những gì Liên Hiệp Quốc vừa công bố vừa qua nó dẫn đến là một cuộc chiến tranh đầy tâm thế chiến đang sờ sờ trước mắt sau khi đồng hồ thế giới đã nhích lên 10 giây kính thưa các bạn. Thì chúng ta đã nhìn thấy trong cục diện ngày hôm nay ở Nga và Ukraine và dẫn đến ở Trung Đông cũng như tình hình châu Âu đang khốc liệt. Và cục diện này có kết thúc năm 2023 hay không? Theo nhiều tin tức hôm nay cho rằng không, không thể chấm dứt. Mà cục diện có thể đi đến tồi tệ hơn của năm 2023 này. Những gì các báo chí đang bình luận thì đó là tình hình ở Trung Đông cũng như cơn động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở châu Âu. Đầu tiên mà nói một trong tuần báo của Anh Quốc đang nhận định về tình hình chiến sự ở tại Ukraine và châu Âu đang làm gì hiện nay. Thì nói đến chiến sự ở tại Ukraine, theo tuần báo của Anh Quốc cho rằng cục diện và cuộc chiến ngày hôm nay sẽ đạt thành công cho Ukraine. Và đặc biệt hơn, một cựu tướng lãnh của Hoa Kỳ, ông hiện đang huấn luyện cho quân đội của Ukraine ở tại Đức về mặt kỹ thuật quân sự cũng như luôn cả tác chiến. Ông cho rằng muốn chấm dứt một cuộc chiến tranh ở tại Ukraine thì chỉ cần Hoa Kỳ dám gan cung cấp vũ khí cho Ukraine F-16 và F-15 thì ông tin tưởng rằng trong năm 2023 này chiến sự Ukraine sẽ chấm dứt. Đó là theo nhận định của ông. Nhưng các quốc gia thì hiện nay đang lôm le để viện trợ vũ khí cho Ukraine về máy bay nhưng chưa công bố là sẽ viện trợ loại máy bay nào và nhiều tình tiết đang căng thẳng nói đến là châu Âu, đặc biệt hơn là Anh Quốc. Anh Quốc đã đứng trước đòn là tuyên bố cho rằng cuộc họp quốc hội trong tuần tới này sẽ thống nhất và quyết định có sản xuất loại xe tăng tối tân cho Ukraine hay không. Và nếu như quyết định, Anh Quốc sẽ là quốc gia cung cấp chiến xa tối tân cho Ukraine đầu tiên. Thì vừa qua, Tổng thống Zelensky, ông cũng có đề cập đến, nói đến vấn đề mua chiến xa tối tân của Đức, mà loại chiến xa KH-91 thì Thủ tướng Đức ông cũng đề nghị ông chấp thuận điều đó như ông nói là phải thông qua quốc hội. Và tình hình nói riêng về các vũ khí mà hiện nay cung cấp cho Ukraine thì tất cả những loại vũ khí cũ thời kỳ năm 1969 kính thưa bạn không phải là vũ khí tối tân. Đó là vũ khí cũ từ Hoa Kỳ và lẫn cả Đức hay nhiều quốc gia khác, cả Anh Quốc cũng vậy, đều là vũ khí cũ. Hồng Như nói vũ khí mới loại tối tân kể từ năm 90 cho đến tới đây thì Ukraine chưa nhận loại vũ khí nào tối tân hết, luôn cả hệ thống hỏa tiễn HIMARS mà Vô Danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua. Cái dòng hỏa tiễn HIMARS thì trước kia Hoa Kỳ đã công bố và giới thiệu những chợ triển lãm cũng như luôn rao bán. Thì ế nhẹ, không ai mua hết, chê vũ khí này không có đạt thành công, không bằng loại hỏa tiễn siêu thanh của Nga. Một trong những loại rocket tối tân mang 16 ống phóng dưới hủy diệt địa ngục, kính thưa các bạn, là TOW-S1 và TOW-S2. Loại vũ khí tối tân này là bắn tới đâu cháy tới đó, đốt cháy tới 2.500 độ. Tất cả vật chất ở trên mặt đất đều hủy diệt bình địa. Nhưng trận chiến vừa qua ở tại Ukraine, hiện tại lực lượng quân đội Ukraine đối với loại vũ khí này không quan trọng gì hết. Nga bắn bao nhiêu bắn, nhưng quân đội của Ukraine lại tiếp tục tràn lên và không đạt kết quả. Vì vậy, ngay bây giờ thì Ba Lan đã đặt mua tới là 3 tỷ đô la hệ thống hỏa tiễn HIMARS. Và từ đây cho đến năm 2024, loại vũ khí tối tân này của Hoa Kỳ sẽ đến là giới Ba Lan.
và tình tiết ở châu Âu đang mức tột đỉnh. Các quốc gia đang chuẩn bị vũ khí tối tân để viện trợ cho Ukraine và các công xưởng sản xuất vũ khí làm việc 24/24 trên 28 quốc gia. Thì ngày hôm nay là Bộ trưởng Bộ phòng của Hoa Kỳ và Bộ trưởng Bộ phòng của Ukraine có cuộc họp và văn bản cụ thể là trách nhiệm hiện nay Hoa Kỳ và NATO sẽ tiếp tục tăng tốc viện trợ đạn pháo cũng như luôn cả rocket nhiều thể loại cho Ukraine đủ sức để chuẩn bị cuộc chiến tranh lớn mà Nga chuẩn bị tấn công vào mùa xuân năm nay. Thì tất cả các nước sản xuất vũ khí, có nhiều tin tức Đảng Cộng sản Việt Nam thế đăng tin nghe cũng vui lắm, nói Mỹ và NATO nghe bây giờ đang khủng hoảng thiếu đạn pháo 155 ly và không đủ cung cấp cho chiến trường Ukraine, luôn cả hệ thống đạn hỏa tiễn HIMARS hay là hỏa tiễn giáp gai, bắn tăng và bắn máy bay không người lái yên dân. Trời, Việt Nam giỏi hay lắm, công tầm nhìn tới 45 năm ở phía trước là nhìn thấy xuyên thủng luôn cả quốc phòng của Hoa Kỳ và lẫn cả NATO, chỗ nào cũng thiếu hết. Nhưng tại sao cuộc chiến này Hoa Kỳ và NATO tin tưởng rằng Ukraine sẽ chiến thắng? Nhiều nguyên nhân, tức là hơn 50 quốc gia hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, kính thưa bạn, thì làm sao Nga có thể chiến thắng? Đồng minh của Nga là cạn kiệt vũ khí, cả Nga cũng cạn kiệt vũ khí. Tính sơ sơ qua là trong một tháng vừa qua, kính thưa bạn, tháng 1 vừa qua và tháng 2, chỉ như 2 tháng, thì lực lượng quân đội của Ukraine đã đốt cháy vậy là 1.000 xe của Nga, từ xe bọc thép cho đến xe tăng và xe chở quân. Thì khí tài quân sự của Nga bao nhiêu mới đủ lực lượng quân đội Ukraine nướng? Trời, Nga thì chơi sang mùa đông, nghĩa là lạnh lẽo, không có gì đốt sưởi ấm hết, đốt xe tăng để mà sưởi ấm. Vì vậy chiến sự Ukraine, người ta tin tưởng rằng lực lượng quân đội Ukraine sẽ chiến thắng trong những ngày sắp tới. Và tình hình căng thẳng này, chúng ta hãy chờ xem những tin tức đặc biệt sắp tới nói đến tình hình ở tại châu Âu đang cung cấp vũ khí riêng về Hoa Kỳ và Tàu Cộng đang bước thêm một sự căng thẳng nữa. Hôm nay thì Hoa Kỳ đã bắn hạ thêm một vật thể lạ ở trên không, nằm trong phạm vi đất nước của Hoa Kỳ, là một trong bang Montana, kính thưa bạn. Và Hoa Kỳ cũng đang báo động là vật thể lạ đang xâm nhập vào đất nước của Hoa Kỳ. Hiện nay bắn rơi nhưng đang tìm mảnh vỡ, tìm kiếm. Bang này giáp lại với Canada. Phía Canada cũng tiếp tục cho lực lượng đi tìm mảnh vỡ. Kinh khí cầu này có phải hay không, hay là vật thể nào đó? Vì F-16 đã bắn trúng ở độ cao 6 cây số, 6.000 mét cao, chiều cao, kính thưa bạn, thì vật thể này đã rơi xuống. Tức là kể từ khi Hoa Kỳ đã bắn rơi kinh khí cầu lớn nhất của Trung Quốc, thì kế tiếp là ở vùng biển của Alaska, nằm trong phạm vi của không phận Hoa Kỳ. Và hôm nay thì tới bang này, thì người dân ở khắp khu vực này, kính thưa các bạn, nhất là bang Michigan, Michigan đã hoan hô và ca tụng phi công của F-16 đã bắn rơi vật thể lạ. Và trong thời điểm đó thì phi trường của bang này cũng đóng cửa và báo động rằng hệ thống radar có tín hiệu đặc biệt thời gian 2 giờ đồng hồ và sau khi đó mở cửa trở lại. Thì các bạn đã nhìn thấy đó là hiện nay là Hoa Kỳ đang bị đe dọa về tình hình an ninh của Hoa Kỳ khi kinh khí cầu đã lọt vào đất nước Hoa Kỳ. Thì Bộ trưởng Bộ phòng và luôn cả Ngũ Giác Đài đã công bố tất cả các bang hãy tức tốc đặt hệ thống radar tối tân và khả nghi dưới vật thể nào, hãy cho máy bay đến để bắn hạ trên mọi mục tiêu và
trong khu vực, dù rằng có dân, cũng kêu gọi người dân hãy chuẩn bị và xuống vào trong nhà cũng hay tìm những nơi trú ẩn để không quân Hoa Kỳ bắn hạ những vật thể này. Hiện ngay bây giờ các bạn nhìn thấy là ở tại Hoa Kỳ, từ trước tới nay không có tin tức sôi động này, nhưng bây giờ là bắt đầu đang có sôi động, vì dẫn đến một cuộc diện sắp tới khó có thể diễn tả được. Nó là nói riêng về tin tức của Hoa Kỳ, thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở vùng châu Á của chúng ta, đặc biệt là tin tức của Tàu Cộng, một trong những tin mà các bạn nghe chấn động luôn, kính thưa các bạn, khủng khiếp. Quân ủy của Trung Quốc bắt đầu thông báo là kể từ ngày 1 tháng 3 của năm 2023, về luật nghĩa vụ quân sự thay đổi và nâng độ tuổi, kính thưa các bạn, tương đương là giới lệnh tổng động viên từ 18 cho tới 60, bắt đầu sẽ thi hành lệnh nghĩa vụ quân sự, kể cả những người đã nằm trong toán quân dự bị, những người xuất ngũ đều phải trở lại quân trường để tiếp tục học quân sự. Nghĩa vụ quân sự chính thức từ 18 cho đến 40. Đây là lệnh bắt đầu ban hành kể từ ngày 1 tháng 3 của năm 2023, và còn lại lứa tuổi dự bị từ 40 cho đến 60 bắt buộc phải học tập theo hậu cần và thiết bị quân sự, dẫn chuyển nhiều hình thức khác. Như là Trung Quốc đã đang chuẩn bị một cuộc chiến tranh sắp tới, vì một quốc gia đang yên lành đột nhiên lệnh tổng động viên, mà Đảng Cộng sản Trung Quốc chơi chữ, đây là lực nghĩa vụ quân sự, nâng cấp, nâng độ tuổi, chứ không phải là lệnh tổng động viên. Động viên nó mẹ cho rồi đi, còn bài đặt chơi chữ, bài đặt nói chuyện lộn xộn. Tức là Trung Quốc đang chuẩn bị một cuộc chiến tranh với eo biển Đài Loan. Từ eo biển Đài Loan này mới dẫn đến một cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ. Chứ khơi khơi thì Tàu Cộng không thể nào dám tấn công đánh Hoa Kỳ. Cũng như không thể nào mà Trung Quốc là bắt đầu giữa lúc kinh tế đang khó khăn và đời sống của người dân Trung Quốc đang gặp những cơn khủng hoảng, từ con dịch bệnh cho đến những chi tiết khác, bắt đầu lệnh tổng động viên. Các bạn thấy có suy nghĩ có đúng không? Chỉ có cách duy nhất đó là bắt phát lệnh xâm lăng vào đảo quốc Đài Loan. Đó mới là chuẩn bị một cuộc xâm lăng thật sự và lệnh tổng động viên. Cũng như video ngày hôm qua mà Vô Danh có chia sẻ cùng với tất cả các bạn, là Tập Cận Bình đã tuyên bố là lực lượng quân đội của Trung Quốc hãy chuẩn bị một cuộc chiến tranh toàn diện ở đất nước Trung Quốc. Như vậy kế hoạch của họ chiến tranh như thế nào? Hiện nay tình hình ở đất nước Trung Quốc, nghe mà người dân đã nghe cái tin là lệnh tổng động viên, kính thưa các bạn, là phải nói là bắt đầu bỏ chạy khắp nơi và nói đến cửa khẩu Việt Nam hàng ngày. Như vậy là trên dưới khoảng 4.000 dân Trung Quốc, những người thanh niên đã rời khỏi đất nước Trung Quốc, vì thời gian từ đây tới đến ngày 1 tháng 3 còn rất nhiều, họ có đủ thời gian để bỏ chạy nhiều tình tiết ở tại đất nước Trung Quốc. Và điều đặc biệt hơn nữa, tức là đáng lo ngại hơn Việt Nam của chúng ta, nguyên nhân là Hun Sen vừa đến gặp Tập Cận Bình vào ngày 10 và ngày 11, kính thưa bạn, hai bên đã ký kết trao đổi quốc phòng, cũng như Tập Cận Bình và Hun Sen đã ký kết là Trung Quốc bảo vệ đồng minh, bất cứ thế lực bên ngoài nào xen vào chia rẽ đất nước Campuchia, Trung Quốc có quyền đưa quân sang để bảo vệ đất nước Campuchia. Ê cha, chuyện càng lúc càng lớn, không phải là chuyện đơn giản như chúng ta đã thấy khi mà Tập Cận Bình đã ra lệnh là lệnh tổng động viên. Và tình tiết đang căng thẳng này, Hun Sen đã ký kết cùng là với Tập Cận Bình. Bên cạnh đó, về quốc phòng đã ký kết toàn diện, kính thưa các bạn, và kinh tế lẫn cả chính trị. Cũng như Hun Sen đã tuyên bố là chúng ta hãy bảo vệ thế lực bên ngoài,
đang chia cách. Thế lực bên ngoài là ai? Hoa Kỳ, Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Tình tiết này càng lúc càng ra căng thẳng cho châu Á của chúng ta bước sang năm 2023. Mà kế hoạch của Trung Quốc lệnh tổng động viên, tức là chuẩn bị cho năm 2024, là một trong cái năm là rất là khốc liệt, năm con rồng này. Và cục diện này có đi đến với những gì kết cuộc mà chúng ta đang thấy hay không? Vì Tàu Cộng hiện nay, nói đến cục diện về chiến tranh, thì có nhiều mặt, kính thưa bạn. Thứ nhất, đó là Ấn Độ. Thứ hai, eo biển Đài Loan. Thứ ba, đó là vùng Biển Đông. Mà giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang cố gắng ngày hôm nay, ghi là canh không lành, cơm không ngon, khó có thể thành công được những gì sắp tới. Trung Quốc đã xảy ra nhiều thiệt hại từ con dịch bệnh và lẫn cả năm 2022 và năm 2021. Bị thiệt hại về hạ tầng cơ sở cũng như luôn cả nói đến hạn hán đã khốc liệt. Cho đến ngay bây giờ, ở tại đất nước Trung Quốc vẫn còn đang bị hạn hán, mà người dân Trung Quốc phải dự trữ lương thực. Tàu Cộng cũng phải chạy sang Nga để gom lương thực của đất nước Nga. Và cục diện này có đúng như những gì mà các báo chí đang bình luận cuộc chiến tranh sắp tới nổ ra ở Thái Bình Dương hay không? Nhiều tình tiết đang căng thẳng này, kính thưa các bạn. Nhưng sơ sơ chợ thấy Nga, thấy Tàu Cộng và bắt đầu lệnh tổng động viên rồi, thì chúng ta đã biết chuyện gì sắp đến của năm 2023 và năm 2024, cục diện đang nổ ra. Tàu Cộng hôm nay cũng lên tiếng nói vật thể lạ đã bay vào phạm vi đất nước của Trung Quốc, nằm trong vùng biển đảo Thanh Hải, kính thưa các bạn. Thì Trung Quốc lên tiếng là kể từ hôm nay, bất cứ một vật thể nào bay lọt vào phạm vi của đất nước Trung Quốc từ khu vực Hoàng Sa, Trường Sa và lẫn cả như vậy là eo biển Đài Loan, Trung Quốc có quyền bắn hạ. Tức là ở trong Trung Quốc thì tin tưởng rằng không có máy bay nào, không có kinh khí cầu nào hay là máy bay không người lái nào của các quốc gia kể cả Hoa Kỳ bay vào đây. Nhưng Tàu Cộng lại công bố qua hình ảnh, thấy một đoạn video những cái vật thể lạ nhỏ bằng cụm tay với phát ánh sáng đang chớp lên chớp xuống và lạng qua lạng lại. Thì đó có thể là Tàu Cộng cũng diễn chuyện được, chứ không phải là không. Để làm gì? Để mượn tiếng bắt đầu đụng độ giữa Hoa Kỳ khi máy bay của Hoa Kỳ đi tuần tra qua khu vực eo biển Đài Loan, qua khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, nằm ở phạm vi quốc tế mà lực biển năm 1982 đã cho phép. Tàu Cộng bắt đầu phát lệnh tấn công. Ê cha, chuyện càng lúc càng đang sôi động, kính thưa bạn, của Trung Quốc hôm nay. Khi Trung Quốc đã lên tiếng với điều kiện này, tức là báo tín hiệu cho Hoa Kỳ là sẵn sàng một cuộc chiến tranh sắp tới sẽ nổ ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tình tiết này có đúng như những gì chúng ta đang thấy hay không? Đó là tin tức đặc biệt về quân sự, riêng về cơn động đất ở cường độ 5.8 ở tại Malaysia và độ duy chấn cũng như động đất liên tục đến ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, Quảng Đông, xin lỗi các bạn, ở Quảng Đông, Trung Quốc. Thì Du Danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua, hiện tại Malaysia đã công bố nhìn nhận rằng ở cường độ động đất là 5.8 và độ tâm chấn của nó lên tới mười mấy km, kính thưa bạn, ở chiều sâu, và cho rằng cơn động đất này rất là nguy hiểm và có tiếp tục nữa hay không thì chuyện này không ai biết được. Nói đến dù rằng ở khoa học hiện đại giỏi ở mức độ nào, nhưng nói đến thiên tai động đất không bao giờ biết được, chừng nào tới mới hay, kính thưa bạn, tới mới hay. Vì vậy là trong năm 2023, khi chúng ta đã thấy động đất ở tại Thổ Nhĩ Kỳ, thì những nơi khác đều động đất đến. Và nó có còn tiếp tục nữa hay không? Điều này không biết. Nhưng Trung Quốc
đang lo ngại nhất là vấn đề ở tại Tú Xuyên có thể dẫn đến một cơn động đất lớn trong năm nay hay là năm tới, theo những gì mà độ đo di chấn đã nhìn thấy có hiện tượng là Trung Quốc đã cho biết. Hồi đó tình hình ở tại biển Trung Quốc, kính thưa bạn, cũng như cơn động đất ở Malaysia. Thì tình hình hiện nay eo biển Đài Loan, một đặt ở trong tình trạng đang căng thẳng, và Đài Loan chuẩn bị sắp tới như thế nào, và tình hình đảo quốc Đài Loan, Đài Loan có tức tấp cho lệnh tổng động viên hay không, đây là vấn đề các quốc gia đang đề cập đến, cũng như nghiên cứu tình hình và những chuyện sắp tới có thể khó có thể diễn tả được về tình hình châu Á, Việt Nam của chúng ta. Đó là tình hình ở tại Biển Đông hôm nay, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở tại Campuchia. Sau khi Hun Sen rời khỏi đất nước Trung Quốc, chuyến đi gặp Tập Cận Bình, hai bên đã ký kết với nhau, thì Hun Sen quay trở về, bắt đầu làm mưa làm gió ở tại đất nước Campuchia. Nói đến những tổ chức nhân quyền cá nhân, cũng như những nhà báo độc lập và những trang lóc cá nhân, kính thưa bạn, nói đến về chính trị, Hun Sen đã công bố cho biết là tôi gửi đến một thông điệp với tất cả các tổ chức về nhân quyền, nhân sự của các đài, từ đài Hoa, đài BBC hay đài FA, hãy tức tốc rời khỏi đất nước Campuchia và tôi đóng cửa hoàn toàn. Nếu như tất cả những người không chấp hành sẽ bị bắt nhốt và phạt nhiều tình tiết khác là Hun Sen đã công bố. Và kế tiếp là nằm trong đất nước của Campuchia, với những người bất đồng chính kiến chống đối Hun Sen thì hãy lập tức thay đổi tư tưởng, thay đổi của mình để sửa chữa. Còn nếu như tiếp tục sẽ đối diện với luật pháp của Campuchia. Đó là Hun Sen đã công bố, kính thưa bạn, vì Hun Sen đã ký kết quốc phòng là với Trung Quốc và Trung Quốc bảo vệ toàn diện Campuchia về an ninh quốc gia và luôn cả những gì mà Hun Sen đã ký kết. Đó là theo mặt báo cáo bên ngoài, mà bên trong nó còn giữ tận nữa, kính thưa bạn, nói đến Campuchia. Mà Châu Anh có thưa cùng với tất cả các bạn vừa qua là Việt Nam một trong mối họa của Campuchia trong những ngày sắp tới. Và tình tiết này có đúng như sự thật những gì mà các quốc gia đã bình luận hay không về Campuchia với Việt Nam? Vì hiện tại Trung Quốc đã có hai căn cứ quân sự, một là căn cứ Reham, hai là căn cứ không quân ở Khu Công. Vì vậy, hai căn cứ này, chiến lược của Trung Quốc có thể khóa cửa vùng biển của chúng ta và thậm chí cũng có thể là chọc thủng luôn cả lực lượng quân đội của Việt Nam ở miền Tây. Vừa qua thì thời kỳ Pol Pot đã xảy ra một cuộc chiến tranh biên giới. Và bây giờ kế hoạch của Tàu Cộng, nếu như Việt Nam không ngoan ngoãn, không nghe lời Trung Quốc, thì Campuchia bắt đầu sẽ chụp thủng phòng tuyến và tấn công một cuộc chiến ở biên giới. Mà những gì ký kết, vì Hun Sen đã ký lời giới Tập Cận Bình là bảo vệ đất nước Campuchia và không để kẻ khác xâm lăng vào đất nước Campuchia cũng như an ninh quốc gia của Campuchia. Đây là một bước ngoặt đầu tiên mà sự căng thẳng ở mức đáng sợ chưa từng có, kính thưa bạn. Thì trong năm 2023 và năm 2024, chúng ta hãy chờ xem tình hình gì đang nổi bật và cũng như dẫn đến ở Việt Nam của chúng ta hay luôn cả Thái Bình Dương. Có thật sự đúng như những gì chúng ta đang thấy hay không? Thì đó là tin tức ở tại Campuchia, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở Việt Nam của chúng ta. Nói đến tin tức Việt Nam, nghe xong xuôi còn mất tức thêm nữa, kính thưa bạn. Phải nói là Nguyễn Phú Trọng đúng là cái kẻ bán nước hại dân và ký kết với Tàu Cộng. Hiện tại Hoàng Sa Trường Sa thì các bạn đã biết Tàu Cộng đã chiếm lấy 49 năm rồi, chỉ còn năm tới nữa là xong phim, kính thưa bạn. Năm tới nữa là xong phim, Việt Nam không kiện là hết. Ngay bây giờ Trung Quốc đã bắt đầu mở siêu thị
ở Hoàng Sa, Trường Sa và luôn cả khu vực bãi đá chữ thập, những siêu thị và những nhà hàng phục vụ cho quân đội của Tàu Cộng, bán chợ rùm beng và quay những hình ảnh cho thấy là Trung Quốc đã phân đảo hóa, là lần lượt tất cả những đảo này thuộc của Trung Quốc toàn diện. Khi Việt Nam không kiện, không đưa ra trong tòa quốc tế thì bao giờ chúng ta lấy lại được lãnh thổ và đảo quốc của chúng ta? Xem như đã xong, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký kết cho Tàu Cộng với hình thức là bán, nhưng thật sự đó là trả nợ chiến tranh mà Tàu Cộng đã viện trợ cho quân Bắc Việt xâm lăng vào miền Nam Việt Nam của chúng ta. Như vậy, phát ngôn nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam và luôn cả Bộ Ngoại giao ngậm câm như hến, không cha nào nói hết. Ngay bây giờ người ta trưng bày lên, nào là siêu thị nè, nào là nhà hàng nè, và đang xây những hồ tắm, những hồ bơi để tiếp du khách sắp đến. Kính thưa bạn, mà ngay bây giờ thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trưng bày và giới thiệu nói đến là du lịch Hoàng Sa, Trường Sa khắp nơi ở đất nước Trung Quốc, và thậm chí giới thiệu lên những trang web của Tàu Cộng về ngành du lịch đến ở Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam của chúng ta. Việt Nam cũng êm re, ngậm câm như hến, không dám hó hé. Tại vì sao? Tại vì Nguyễn Phú Trọng đã đeo cọng dây thắt chó rồi, siết vô cổ rồi. Bây giờ thì Nguyễn Phú Trọng bị Tập Cận Bình đang buộc ở dưới chân bàn. Kính thưa bạn, buộc cọng dây thắt chó cần cổ của Nguyễn Phú Trọng ở chân bàn. Vì vậy Việt Nam không có lên tiếng bất cứ một điều gì, mà đến khi lên tiếng, tức là cả thế giới người ta đã nói lên, người ta đã la, như vậy là rùm beng hết trơn rồi, cả thế giới đều nghe được. Lúc đó thì đúng ngày định kỳ, đúng ngày tháng của hai mụ là Phạm Thị Thu Hằng và Nguyễn Thị Thu Hằng bắt đầu mới lên tiếng nói lên là việc mà Tàu Cộng đã xây cất trái phép cũng như đặt những khu du lịch và luôn cả siêu thị ở trên Hoàng Sa, Trường Sa nằm trong khu vực bãi đá chữ thập thì coi như là xong rồi. Kính thưa các bạn, nói đến Việt Nam rất đau buồn, và đất nước của chúng ta nó rơi vào một trong tình trạng là bị đe dọa về an ninh từ Tàu Cộng và lẫn cả Campuchia. Nếu như Việt Nam hó hé rụt rịch thì Campuchia sẽ thoạt ép ba sườn, sáu tỉnh miền Tây. Mà điều đặc biệt hơn, đáng sợ hơn, đó là người dân Campuchia hiện đang sống ở Việt Nam, đang xây chùa chiền khắp nơi và phết trương rầm rộ, giống như một đất nước Campuchia. Dù rằng luật pháp điều này không cấm, nhưng phải bớt hạn chế. Nhưng ngược lại, thì Đảng Cộng sản Việt Nam trưng bày dưới đề tôn giáo quốc danh. Kính thưa bạn, nơi nào kiếm tiền được cứ xây chùa, xây thoải mái. Và sau khi đó, kế hoạch của Campuchia, nhất là Hun Sen hôm nay đang ký kết về an ninh quốc phòng giữa Campuchia và Trung Quốc, nổ ra một cuộc chiến. Dùng biên giới này, Hun Sen nói rằng 6 tỉnh miền Tây thuộc của đất nước Campuchia và lên bàn hội nghị ở quốc tế. Bằng chứng cụ thể, đất nước của chúng tôi tại nơi đây, chùa chiền của chúng tôi nơi đây có, tiếng nói của người dân Campuchia có. Lúc đó Việt Nam nói gì? Kính thưa bạn, thì trở thành một cuộc chiến bắt đầu khốc liệt với vũ khí Việt Nam ngay bây giờ. Thì các bạn đã thấy, nó là nhìn qua chiến sự ở tại Ukraine, thì Việt Nam ngay bây giờ là vũ khí quá tệ, vũ khí chỉ có nước đi ăn trộm ăn cướp, đe dọa người dân thôi, chứ không phải là vũ khí đi chiến tranh giữa thời điểm ngày hôm nay. Với Su-27, Su-22 và Su-30 là một trong cái loại dòng Su là Su cốt, Su tệ nhất, không phải là vũ khí tối tân để chiến đấu. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam thì không có cách để mua vũ khí của Hoa Kỳ, ngoại trừ anh dịch lằn ranh đỏ rõ ràng. Anh lột chiếc áo đó của anh và anh chứng tỏ là với thế giới anh đứng vào ở cương vị tự do, chứ không phải là cộng sản. Thì lúc đó mới có thể là cung cấp vũ khí tối tân cho Việt Nam. Còn ngay bây giờ
thì vĩnh viễn không bao giờ có chuyện đó. Chờ đến khi nào Việt Nam mới thực sự lột chiếc áo đó và mặc chiếc áo tự do lên khoác trên người của cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam và thể chế Cộng sản không còn nữa, thì lúc đó Việt Nam mới có đủ sức. Ngay bây giờ Việt Nam không chạy đi đâu hết để mua vũ khí, ngoài những loại vũ khí lẹp vẹp do Thái hay là Thổ Nhĩ Kỳ hay Hàn Quốc hết. Và vũ khí của Nga, ngay bây giờ Nga cũng không bán, không đủ sức để cung cấp cho chiến trường Ukraine, có đâu bán cho Việt Nam. Vì vậy, nói chuyện Việt Nam, vấn đề Campuchia, đó là vấn đề quan trọng. Có lẽ Hun Sen cũng chuẩn bị trước những gì mà Hun Sen đã tính toán. Hun Sen ủng hộ Ukraine là Nga đang xâm lăng vào đất nước của Ukraine. Vì vậy, Hun Sen ủng hộ và Hun Sen cũng đảo ngược thế cờ là Việt Nam đang cướp nước của đất nước Campuchia. Bằng chứng 6 tỉnh miền Tây nói trên bàn hội nghị cái kiểu mà Cộng sản nói ăn ngược, nói ngạo, nói lộn lòng, lộn đích rất kính thưa bạn, thì chuyện nào cũng nói được hết. Đó là tình hình hiện đang đe dọa đến Việt Nam trong năm 2023 này. Và cục diện của nó có thể đi đến những chuyện khốc liệt nhất trong năm 2023 và năm 2024 mà các báo chí đang bình luận, đang sôi nổi hôm nay, dịch từ châu Âu lẫn cả Trung Đông và tình hình châu Á, kính thưa bạn. Riêng về nói đến kinh tế Việt Nam, mới ngay bây giờ thì bắt đầu nước mặn đang chạy vào ở các tỉnh thuộc vùng ven biển, 6 tỉnh miền Tây và lẫn cả các tỉnh khác. Mà ngộ thiệt nghe kính thưa bạn, năm nào thì cũng nước mặn vào vô được hết. Nhưng kinh tế phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, một đất nước hiện đại, một đất nước giàu có mà cả thế giới cũng muốn chạy vào Việt Nam để sống. Nhưng mà nước mặn không làm được, nó ngộ thiệt. Nói đến chuyện này thì nói đến Việt Nam thì phải nói là quá tồi tệ. Mà thậm chí từ những cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc là thôi bỏ thùng rác đi, cái dân Phúc này, Phúc Niễn này dục và không còn nữa. Từ Nguyễn Phú Trọng tới Phạm Minh Chính đã cho rằng đất nước Việt Nam đã thay đổi hoàn toàn và đời sống người Việt Nam rất thay đổi và rất tốt đẹp. Luôn cả kiều bào hải ngoại hay những Việt kiều từ các quốc gia về cũng nhìn thấy, nhìn nhận rằng Việt Nam đang thay đổi, đáng sống và tự do. Mấy cha nội Việt kiều tôi đi về nổ banh miệng luôn, nó trời ở Việt Nam bây giờ sướng quá trời quá đất rồi, cái gì cũng có, cái gì cũng có, là cuộc sống rất là sung sướng. Như vậy họ mới trả, là mới trả từ Hoa Kỳ hay châu Âu hay các quốc gia khác trở về Việt Nam, giống như thời kỳ mà sang mới vừa chạy sang Hoa Kỳ hay châu Âu trong cái thời kỳ tị nạn, hai bàn tay trắng, và trở về Việt Nam hai bàn tay trắng, xem như vậy là có sung sướng không, có giàu có không, hay là có gì được nấy. Kính thưa bạn, mấy chả không nghĩ chuyện đó, mà mấy chả ý vào có tiền đô la từ ở các quốc gia khác về Việt Nam rủng rỉnh, bắt đầu nổ cho đã xong xuôi. Nhưng mà nhìn lấy lại cái đất trên sau này nè, kính thưa bạn, ở nghe là cái đất quần gách te tua trơn, không còn miếng nào trơn, không thấy điều đó, không thấy cái nỗi khổ của người dân. Như là mang tiền về để làm mặt, là mặt ta đây là người sang, ta là có tiền, đang chà đạp cái lòng tự ái của người dân trong nước, cái cảnh nghèo khổ của người dân trong nước. Họ không bao giờ thấy cảnh đó, mà chỉ thấy đó là cái cảnh sung sướng của họ, nỗi đau của dân tộc chúng ta. Và họ cũng có thể làm bất cứ một điều gì mà họ đạt được ý nguyện thành công của họ. Đó là nói đến tin tức Việt Nam, nỗi đau buồn của chúng ta, của dân tộc của chúng ta, khi mà chúng ta đang mất nước và đất nước Việt Nam sẽ nô lệ dưới Tàu Cộng trong tương lai sắp tới. Thì đó là tình hình đất nước Việt Nam của chúng ta. Dân thì du danh hôm nay có bao nhiêu cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của du danh. Du danh xin kính chúc sức khỏe các bạn, khỏe mạnh, hẹn gặp nhau tại Sài Gòn.